ông nhiều rồi mà. Chị Phượng Hoàng bay tới đây nè. Một nắng rồi. Chị Phượng Hoàng kêu anh hai là bỏ bớt già xuống biển đúng không? Mẹ ơi mẹ. Anh hai không chịu. Sông bay kìa mẹ. Anh hai rớt xuống biển rồi. Sông bay kìa. Sông bay kìa. Có phải bay lên không? Dạ không. Sắp tới Vinh Ba Lan rồi. Quảng cáo Phú Quốc coi. Quảng cáo Phú Quốc coi. Xe cáo Phú Quốc coi. Đó là. Mẹ ở chỗ này nước biển xanh hơn chứ ở chỗ nãy nè. Khác à, nhà, nó do cái độ sâu. Đố con mấy chiếc tàu đang chạy hay là đang dừng? Con coi cái mũi nó có rẽ sóng không? Con nó là dừng. Cái mũi đó nó rẽ sóng thì nó đang chạy. À, hai chiếc tàu này bên đây chiếc phà. Trời ơi, chiếc tàu bên đây nè. Anh hai nói chiếc tàu bên đây nè, con nói chiếc phà bên kia. Nói làm hiểu nẻo. Không phải, hai hướng khác nhau mà. Em đang nhìn bên đây, con nhìn bên đây. Rồi ba hỏi. Em có thấy một chút đường của cái máng trường ở đây. Đó. Đó, ông đang bán trường phải không? Đâu ông đang bán trường hả? Thôi anh hai với ba đi. Đi không ba? Đi. Dạ. Mà mong là đừng có người. Mà chạy lấy mấy mặt quà. Sao mấy lần vậy? Để rộng vậy đó. Ủa?